Vâng, xin chào các bác nhé. Chiều nay em quay một cái bơm khủng đây, bơm khủng đường kính của bơm là 4 inch. Đấy, thì em bơm luôn nhé. Em đã đặt sẵn nó vào trong cái phi này. Thậm chí cái con bơm này nó còn cao hơn cả cái phi nước của em đang sử dụng đây. Rồi, ok, bật cổ dao này. Đấy, chờ một tí. Chờ một tí để máy khởi động. Con này nó MPPT. Nó khởi động từ từ. Khi mà nó đã chạy rồi thì không có gì cản nữa. Bắt đầu nha. Đấy. Bắt đầu đấy. Khi mà nó đã chạy rồi thì không có gì có thể cản được nó. Ôi trời ơi. Ướt hết cả máy. Rồi, đây là em test máy để em gửi đi cho một anh bạn. Bạn là nhà giàu. Thôi quay đấy để các bạn biết là cái này nó không có ống dẫn được, nó nguy hiểm được hết cả rồi. Thôi quay thế thôi, để em mang ra em quay chiều cao với cân nặng của nó cho các bác xem nhá. Để làm ở đây đã, làm ở đây đã. Đây. Nặng 18 kg. Hơn 18 cân. Cao thì chắc là cái loại này nó phải dài hơn mét ấy. Các bác nhé, đây em lấy thước em đo luôn. Thước đây. Cao 96 phân. Và đường kính của nó là 4 inch. 4 nhân với lại 2,5. Nó rơi vào khoảng 100 các bạn ạ. Đấy, rơi vào khoảng 100, đường kính 100. Thì các bác có cái ống 110 các bác thì có thể là chui được nó. Đấy nha. Đấy, bơm khủng khiếp, nó bơm 8 tấm đấy. Đấy, tôi bỏ nó cho đỡ hỏng cân. Ui. Đây về thông số của nó đây. Ui giời nặng quá. Model là 4SKS00319. Thương hiệu Senko Technology Japan. 2,7 kW, 324V DC. 3500 vòng phút. Đấy. Con này thì cái thông số về cột nước của nó đây. Con này là 2,7 kW, 324V. Đấy. Nếu mà cột nước 470m thì nó được 4 khối 1 giờ. Cột nước 45m thì được 8 khối 1 giờ. Và cột nước từ 1 đến 12m thì được 7 khối 1 giờ các bác nhé. Nó là bơm khủng khiếp, nó hút được đến 70m mà. Đặt xuống giếng sâu 70m nó có thể hút được. Và hoàn toàn sử dụng bằng tấm pin mặt trời. Đây em đang cho nó chạy. Đang cho nó chạy... Ui giời, nặng quá. 8 tấm 435W. Và trời nắng giận nhẹ nhẹ này thì nó vẫn bơm. Bơm khủng khiếp luôn các bác nhé. Con này là có 4 inch. Đấy. Thì so với lại cái loại mà 1 kg 0,75 kg này với lại 0,9 kg này thì đúng là trẻ con. Như đồng mẫu giáo. Ôi ông ấy vừa to vừa nặng. Thật là khủng khiếp. Đấy, bơm trực tiếp các bác nhé. Bơm trực tiếp và cái lượng lớn nó rất lớn lắm. Nó cao hơn cái phi này cơ mà. Cao 96 phân, cái phi của em chắc được 90 phân. Đấy. Thì rất thuận tiện là các bác ở trong rừng, trong dãy mà tưới chè, tưới cà phê, tưới cây ăn quả mà các bác dùng máy phát. Dùng máy phát thì ốm tiền. Con này thì bọn em thì đơn giản. Đầu tư một lần mà sử dụng máy mãi, pin thì nó khẳng định với các bác là trong vòng khoảng 20-25 năm mới có thể là một chu kỳ của nó mà cũng chưa chắc đã vứt đi. Chả ở Việt Nam thì chưa có ông nào dùng đến 20 năm tấm pin cả. Nên là cũng không chứng nhận được, mà đến khẳng định là cũng không có gì để hỏng. Thế còn cái bơm này thì bảo hành toàn quốc trên lãnh thổ Việt Nam là 18 tháng. Đấy. Chất lượng tuyệt hảo các bác nhé.
Đấy, thì hôm nay là em quay và em cũng gửi luôn cho cái ông em ông đặt hàng từ mấy hôm trước rồi. Nay mới lắng lên em mới quay được và em gửi cho các bác. Đấy. Đối với lại cái con bơm khủng 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 khiếp này, khổng lồ này, Senko. Ui. Quá tuyệt vời cho ông mặt trời nhá. Đấy là tất cả những gì mà em muốn gửi gắm đến các bác, chia sẻ đến các bác. Đấy, để làm sao có cái hiệu quả kinh tế cao mà vốn đầu tư không phải là quá lớn. Các bác 500-600 nghìn tiền dầu mà đốt trong dãy thì được bao nhiêu đâu, nhưng mà đã đầu tư cái này thì mãi mãi không mất thêm một đồng tiền nào cả, hàng ngày nó không phải bỏ tiền nữa. Đấy, rất đơn giản thế này thôi, vẫn một sợi trinh em kéo ra đây 8 tấm và em đưa thẳng vào bơm, dập cầu dao là chạy. Con này thì nó hay cái là có phải đủ điện áp nó mới chạy, và nó chạy thì nó MPPT nó khởi động từ từ, còn đụng nước nó lên khủng khiếp như thế các bác mà. Đấy, người thật các bác nhá. Đấy, em bán hàng thật và lấy tiền thật, không bao giờ lừa dối gian lừa đảo gian dối ai. Đấy, chúc các bác có những cái sự lựa chọn sáng suốt, sắm cho mình những cái bơm nước hiệu quả để sản xuất cũng như là làm những cái việc phù hợp với bản thân các bác. Xin chào các bác.